Xin chào anh em ha. Thì hôm nay mình sẽ dẫn anh em đi thăm hai con cá mà bữa hổm mình ép lai tạo nè mọi người. Coi hôm nay nó đẻ chứ ha. Wow. Thì mình mở ra thì thấy cái bọt nó toàn là trứng không à mọi người. Thì nó đẻ rồi ha. Nó còn đang ép nữa nè. Mình sẽ zoom to lên cho mọi người thấy trứng nó rõ hơn ha. Đó. Mấy người thấy trứng không? Trứng nó cũng như là trứng vịt, trứng gà vậy. Có một cái là nhìn nó nhỏ hơn hơn nha mọi người. Đó thì cái ổ này mình đón cỡ tầm 300-400 ha. Đó, nó đẻ xong thì mình đem đi ấp cạn. Và nó đẻ xong rồi nó để mình nuôi à. Chứ nó tụi nó đâu có nuôi đâu. Rồi, hy vọng là bầy con nó sẽ ra đẹp và tốt ha. Rồi, cảm ơn mọi người tới video của mình ha.